Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trở lại thông tin liên quan đến vụ án bà Phương Hằng. Chúng ta cùng bàn luận và chia sẻ những vấn đề và những diễn biến pháp lý sắp tới liên quan đến lần gia hạn thứ 3. Trong lần gia hạn thứ 3 lần này, bà Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 1 tháng 27 ngày. Đây là cái mốc thời gian để cơ quan chức năng điều tra tất cả những người là đồng phạm và xem xét về các sai phạm của bà Phương Hằng. Thưa quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng ta cũng đã thấy rằng việc mà cơ quan chức năng đã trả hồ sơ và điều tra bổ sung lại tất cả những hành vi sai phạm trong vụ án của bà Phương Hằng này có ảnh hưởng đến những người đứng sau và cái ông quân sư kia liệu có lo sợ hay ông có thể là một người đồng phạm và cũng có thể là một trợ thủ đắc lực giúp sức cho bà Phương Hằng, cho nên bà mới tự tin như vậy. Bởi vì tất cả trong các buổi livestream thì ông quân sư kia cũng là người trực tiếp cùng với bà Phương Hằng đứng lên phản ánh rồi đưa ra những cái quan điểm về những cái thông tin về những vấn đề mà bà Phương Hằng cũng đã cập nhật. Rồi bên cạnh đó chúng ta cũng đã thấy rằng ông cũng hỗ trợ tích cực về mặt tinh thần. Có thể ông là người chưa được nêu tên trong cái vai trò là đồng phạm, nhưng sau cái thời gian mà trả hồ sơ để điều tra bổ sung thêm thì khả năng, đây là cái dự đoán thôi nha các bạn, chúng ta cũng có thể nhận định điều này, có thể khả năng ông có thể là một người đồng phạm mà cũng là chủ chốt trong cái vấn đề này đấy các bạn. Bởi vì bà Phương Hằng, bà đã thể hiện cái sự tự tin của bà, có nghĩa là đằng sau bà có một cái hậu thuẫn rất là mạnh mẽ. Rồi việc hỗ trợ pháp lý của hai ông tiến sĩ Đặng Anh Quân và ông luật sư Nguyễn Đình Kim kia, thì bên cạnh đó có sự hậu thuẫn của ông quân sư hỗ trợ về thứ nhất là tài chính, thứ nhì về những cái vấn đề mà được cho là pháp lý về tinh thần. Bà cũng đã từng tuyên bố, bà nói rằng ông Dũng, ông chồng tôi là một sĩ quan quân đội, với sự giao lưu và sự quen biết rộng rãi của ông, bà đã tự tin có thể công bố rằng là bà không sợ, bà có thể dùng rất nhiều tiền để bôi trơn, để lo cho các vấn đề liên quan đến pháp lý. Thành cho nên điều đó cho chúng ta thấy rằng là bà có thể tự tin khẳng định rằng ông quân sư nhà của bà có thể là một hậu thuẫn vững chắc, cho nên bà đứng lên, bà mạnh miệng, bà đấu tố rất nhiều người, kể cả chính quyền Bình Dương bà lôi ra, trong khi nơi mà bà đang sinh sống, nơi bà đang làm ăn, bà hoạt động, nhưng bà vẫn lôi chính quyền Bình Dương ra bà miệt thị. Các bạn còn nhớ tại cái buổi mà trường đua Đại Nam, buổi mà khai trương ra mắt và hội ngộ những nhân vật tại trường đua Đại Nam, thì ông Dũng có phát biểu rằng em cứ yên tâm đi, anh sẽ sẵn sàng ủng hộ cho em đi kiện tới cùng và anh sẽ lo tới cùng. Đó cũng có thể là sự hỗ trợ về mặt tinh thần, giúp đỡ thêm một cái động lực cho bà Phương Hằng mạnh miệng như vậy để bà đứng lên, bà công kích nhiều người. Đó là những lời nói và những lần công khai nhất của ông quân sư kia. Liệu cái việc mà mở rộng điều tra này ông có vướng vào hay không thì đó là riêng về cái tội đồng phạm thôi. Còn những cái vấn đề mà liên quan đến các cái tội danh khác của bà ngoài cái điều 331 này thì chúng ta cũng có thể là dự đoán thôi. Nhưng chúng ta vẫn chờ cái sự phán quyết và sự vào cuộc của cơ quan điều tra. Bởi vì việc để trả hồ sơ này là nhằm mục đích là để thu thập thêm nhiều chứng cứ và mở rộng điều tra. Trong bài viết thì cơ quan chức năng tuyên bố rằng phải làm dứt điểm triệt để những vụ án, những thành phần liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Chúng ta cũng đã nhận định thấy một điều là cơ quan cũng đã tích cực điều tra về cái vấn đề này.
những cái sai phạm của bà Phương Hằng thì chúng ta thấy rất là rõ. Nhưng liên quan đến những lời khai của bà cho rằng đó là cơ quan chức năng hỏi tại sao bà lại tấn công xúc phạm đến nhiều người như vậy. Bà chỉ trả lời đơn giản là do bà cập nhật những thông tin trên mạng xã hội, bà chưa hiểu về những thông tin đó là chính xác hay là không. Rồi bà cho rằng đó là những thông tin bà cáo buộc người ta là bà nằm mơ. Những cái cáo buộc, những cái thông tin của bà, những cái lời khai của bà hết sức là ngu ngơ. Chúng ta cũng có thể nhận thấy được điều đó. Nhưng qua cái bản chất, qua những cái lời cáo buộc và cái sự miệt thị, xúc phạm, hạ nhục, bôi nhọ danh dự của nhiều người, chúng ta thể hiện thấy rõ được cái bản chất của bà rất là đanh đá, rất là thẳng thắn trong các cái cáo buộc về việc tố cáo xúc phạm rồi công kích rất nhiều người. Nhưng qua lời khai thì chúng ta thấy sự hời hợt của bà chỉ thể hiện qua một cái sự mà chúng ta có thể cho rằng là bà giả nai, giả ngây ngơ, để cho rằng bà nói rằng bà chỉ không biết được cái thông tin đó là từ đâu, bà chỉ cập nhật trên mạng internet, trên báo chí thôi. Bà trả lời như vậy rất là ngu ngơ và ngây thơ, phải không các bạn? Nhưng với cái bản chất bà thể hiện qua việc mà bà đấu tố, bà lôi nhiều cá nhân, nhiều tổ chức ra, thể hiện một cái sự đánh đá dày dặn kinh nghiệm của bà. Chúng ta cũng đã thấy rằng cái bản chất của bà không hề đơn giản trong cái vấn đề pháp lý này. Qua cái lời khai để chứng minh cho 53 đoạn video mà bà đã có những hành vi đó thì chắc chắn là cơ quan chức năng cũng đã giám định và thu thập rất nhiều các cái dữ liệu đó. Và bà cũng đã hiểu được những lời nói của bà phát ngôn trong các cái buổi livestream do chính bà tạo ra, bà cũng hiểu được phần nào về sự sai phạm của bà. Nhưng những lời khai đối chất tại cơ quan chức năng thì chúng ta thấy rằng một cái sự rất là ngây thơ, phải không các bạn? Nhưng cũng có thể đó là một cái hình thức để tráo trở, để chạy tội thôi. Nhưng khó mà thoát đấy các bạn. Bởi vì những thông tin về các buổi livestream của bà, rồi 53 đoạn video clip đó thì cơ quan chức năng và an ninh mạng họ cũng đã theo dõi và thu thập rất nhiều. Ngồi các cái YouTuber mà đăng tải chia sẻ các cái thông tin của bà thì trên 12 trang kênh mà bà chia sẻ đó thì rất là nhiều, có thể hàng trăm hàng ngàn các cái đoạn video trực tiếp của bà. Rồi bên cạnh đó là những đồng phạm, những người mà đã chia sẻ phát tán thêm những cái thông tin của bà ra đó, thì cơ quan chức năng sẽ thu thập những dữ liệu đó để làm bằng chứng. Và việc mà bà khai đó thì chẳng qua chúng ta chỉ nhận định qua cái vấn đề từ cái kết quả điều tra của cơ quan chức năng thôi, chứ không phải là bà khai nôm na là như vậy đâu các bạn. Cho nên chính từ cái điều đó mà cơ quan chức năng hôm nay đã gia hạn thêm lần thứ ba và quyết định là trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Điều tra bổ sung thêm, gọi những ekip và điều tra thêm những người là đồng phạm, những người mà tích cực giúp sức cho bà Phương Hằng khi đã bị cơ quan chức năng mời lên, và những cá nhân đã tố cáo những là người là đồng phạm của bà Phương Hằng này thì chắc chắn là sẽ bị khởi tố. Và những nhân vật mà được kêu tên nhiều nhất và những người mà đã tích cực theo chân bà Hằng suốt cái hành trình trên chiếc xe đi tìm công lý đó thì chắc chắn là khó mà thoát khỏi cái tòa án hình sự sắp tới đấy các bạn. Đến hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái tiến trình điều tra và dấu hiệu tích cực từ việc điều tra của cơ quan chức năng là thể hiện cho chúng ta thấy rằng pháp luật Việt Nam rất nghiêm túc và rất công tâm khi tòa án tối cao, đơn vị điều tra của Bộ Công an cũng đã vào cuộc thì tất cả các sự thật mà không có thể qua mặt được. Bởi vì bà Phương Hằng bà đã từng nói rằng là từng tuyên bố là bà sẽ dùng nhiều tiền để chạy tội, để bôi trơn pháp luật. Bởi vì đó là cái thói quen của bà. Bà đã sử dụng quyền lực, vị thế của bà trên xã hội, ở những cái đơn vị nhỏ bé như Bình Dương, những nơi mà bà đã từng sinh sống, những nơi bà từng trải qua. Nhưng khi Bộ Công an vào cuộc là một nơi mà được cho là tiếng nói của công quyền, là pháp luật,
đại diện cho pháp luật và ngành tư pháp của Việt Nam thì bà khó mà có thể mà tìm cách để tránh né các cái tội trạng của mình đâu các bạn. Về việc thời gian tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng tương ứng với thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng được tính từ ngày cơ quan điều tra nhận lại hồ sơ vụ án và yêu cầu điều tra bổ sung từ Viện Kiểm sát. Đó có nghĩa là trong 2 tháng này khi nhận được hồ sơ thì cơ quan chức năng điều tra bổ sung thêm từ Viện Kiểm sát. Bổ sung có nghĩa là thu thập thêm nhiều chứng cứ dữ liệu từ các cái đơn thư tố cáo và những chứng cứ dữ liệu mà cơ quan chức năng đã thu thập trong 53 đoạn clip và có thể là thu thập thêm những dữ liệu khác liên quan đến các lá đơn tố cáo khác nữa. Trong vụ án bà Phương Hằng ngồi 7 lá đơn tố cáo của những bị hại như thế này thì còn hàng trăm các lá đơn nữa. Như dự đoán lúc trước là chúng ta cũng đã tính là có thể là gần 300 lá đơn. Đây là con số kỷ lục trong vấn đề tố tụng của tòa án Việt Nam. Với số lá đơn lên đến là gần 300 lá đơn mà lúc trước cộng đồng mạng cũng đã chia sẻ về cái vấn đề này thì chúng ta thấy rằng không chỉ là 7 lá đơn của các bị hại này đâu và nhiều lá đơn của các cá nhân khác. Chúng ta thấy như lá đơn của cô giàu cũng chưa được cơ quan chức năng xem xét và khởi tố về các cái vấn đề mà bà Phương Hằng đã xúc phạm đến danh dự của cô giàu, rồi nhiều cá nhân khác nữa chứ không phải là riêng gì những người trong giới nghệ sĩ. Theo diễn biến của vụ án thì bị can Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 22 đến hôm nay thì là đúng là 6 tháng tròn rồi các bạn, và gia hạn lần này thêm 2 tháng nữa thì chúng ta cũng cảm thấy rằng gần 1 năm ngồi trong trại T30 thì bà Phương Hằng có thể là đủ cảm nhận được cái cảm giác của người vi phạm pháp luật, cảm giác của một người đã phạm tội ngồi trong trại để suy ngẫm lại những hành vi sai phạm của mình. Và cái giá bà phải trả sau cái bản án này có thể là răn đe hơn, có thể là một thử thách rất lớn cho bà sau cái bản án cuối cùng được quy kết trong cái phiên xét xử. Không chỉ là gần 1 năm ngồi tại T30 này đâu, là đơn giản như vậy đâu. Cái sự hành hạ về thân xác, suy nghĩ về tư tưởng và tâm lý của bà ở trại tạm giam này thì rất đơn giản, chưa có cái gì để gọi là đáng để cho bà nhớ và đáng để đời, để cho bà rút kinh nghiệm và thấy được cái sự sai phạm của bà là như thế nào đâu. Chưa đâu, chờ cái bản án mà quy kết để rồi ngày bà nhận tội, ngày bà ra trước pháp đình, trước vành móng ngựa để bà mặc cái áo sọc, rồi bà nhận lệnh từ việc mà bà phải nhập kho, nhận phòng, lúc đó bà mới thấy được cái giá trị thực của một người vi phạm pháp luật như thế nào. Bà vào trong kho đó rồi thì có thể là những người họ không đồng quan điểm, họ có thể hành hạ bà, chứ không phải chỉ đơn giản là bà ngồi ở trại T30 là còn rất nhẹ, còn rất đơn giản đấy. Cái giá của bà phải trả đến cho cuộc chơi này là phải rất là thích đáng, chứ không phải là đơn giản như những ngày ngồi ở T30 đâu các bạn. Ngồi cái việc mà phải trả giá cho pháp luật thì bà phải trả giá cho cái luật nhân quả về những cái hành vi, những cái phát ngôn, những cái cáo buộc của bà vô cớ đến những người vô can vô cớ, từ một đứa bé mà sơ sinh trong bào thai cho đến cụ ông 90 tuổi, cho đến người quá cố. Các bạn còn nhớ chiêm nghiệm lại những lời nói của bà Phương Hằng này thì ngồi cái giá bà phải trả cho pháp luật thì cái giá bà phải trả cho luật nhân quả sau cái bản án mà bà phải nhận lấy như thế này. Trong những cái ngày mà bà ngồi bà nghỉ ở trại tạm giam nơi bà phải nhận bản án đó thì chắc chắn là bà sẽ ngẫm và sẽ thấu hiểu được cái giá trị thực của cuộc đời của một CEO, của một người mà được cho là một doanh nhân giàu có, lắm tiền nhiều quả như vậy mà tại sao lại không biết hưởng thụ, tại sao lại ngông nghênh mà đương đầu với pháp lý như vậy, tại sao lại dấn thân vào con đường tội lỗi để rồi phải chấp nhận cái giá thế sau cùng, phải trả giá một cách là
khó hiểu như vậy thì chắc chắn là bà sẽ thấu hiểu, phải không các bạn? Nhưng dù sao đi chăng nữa cũng là một bài học đắt giá cho bà. Rồi cái hành vi mà trả giá cho pháp luật sau cái bản án rồi thì cái việc mà bà bị cắn xé bứt rứt bởi lương tâm của bà khi bà phải trả giá cho những lời phát ngôn, cái sự mà đay nghiến của bà đối với những cá nhân khi bà đã xúc phạm. Các bạn còn nhớ khi bà xúc phạm đến ca sĩ Phi Nhung không? Từ khi ca sĩ Phi Nhung còn nằm trên giường bệnh, bà cũng lôi ra những lời đay nghiến rất là khó chịu. Cho đến Phi Nhung đã qua thế giới bên kia rồi, bà cũng không từ bỏ những lời mà coi như là miệt thị rất là vô cớ. Rồi cụ ông 90 tuổi ở Thiền Am kia, bà dùng những ngôn từ rất là bẩn bựa, những ngôn từ mà chúng ta có thể là không thể chấp nhận cho một con người mà được cho là một CEO như vậy được. Bà dùng những ngôn từ mà rất là tưởng tượng là bây giờ chúng ta khi mà nghe qua những cái lời miệt thị của bà khó mà chấp nhận. Cho nên cái giá bà phải trả giá cho cái luật nhân quả này là sự bứt rứt trong lương tâm sau những tháng ngày mà bà phải nhận một cái bản án. Chắc chắn là điều này bà sẽ thấy đâu. Nhưng liệu cái ngày bà trở về, bà có còn ngưỡng mặt để nhìn đời, bà có còn nhìn lại để bà hối tiếc, để bà hối cải, bà thấy được, bà biết ăn năn, bà hối cải để chuộc lại cái lỗi lầm của bà, hay bà vẫn ngoan cố? Chúng ta vẫn biết đối với cái bản chất của bà như vậy thì bà Phương Hằng khó có những cái giây phút mà để gọi là ăn năn hối cải đâu các bạn. Lâu lắm rồi thì chúng ta chưa nghe lại những cái lời mà cay nghiệt của bà, nhưng có thể khi nghe lại chúng ta cảm thấy là rất là ớn lạnh, phải không các bạn? Khó có thể chấp nhận. Nhưng không biết ở T30 trong thời gian vừa qua bà có nghe lại những cái lời mà chính miệng bà nói hay không? Bà có chiêm nghiệm lại những cái sai phạm của bà hay không? Hay bà cứ tự cho rằng cái việc bà làm là chính đáng, cái việc của bà làm là vì dân, vì xã hội, vì đem lại cái quyền lợi cho xã hội mà bà lại vướng vào pháp lý như vậy? Cái quyền lợi của bà ở đây là bà thể hiện cái sự bất mãn của bà trên thương trường, trên xã hội này. Cho nên bà lôi chính quyền ra bà miệt thị, nhưng bà không biết rằng bà đã vi phạm từ bao giờ, không các bạn? Cho nên ta thấy rất rõ về những cái sai phạm của bà, bởi vì bà quá tự tin, phía sau của bà là một hậu thuẫn, là một dàn luật sư, coi như là danh tiếng như vậy, bên cạnh đó hỗ trợ về pháp lý, rồi kỹ thuật, rồi tất cả những thông tin về truyền thông. Bà tự tin đến mức độ như vậy. Rồi ông quân sư kia là một người mà có thể được cho rằng là chủ chốt trong cái vấn đề này. Biết đâu đó cũng là một cái chiêu trò để cho bà vướng vào cái bẫy của pháp luật này cũng có. Nhưng chúng ta vẫn biết được trong cái cuộc chơi pháp lý của bà Phương Hằng, bà cũng đã từng nói rồi, bà dám chơi, dám chịu, dám làm. Nhưng đến hôm nay thì mình bà không thể kham nổi được các cái tội lỗi mà bà đã gây ra, cho nên bà phải lôi kéo rất nhiều người vướng theo cái hệ lụy này. Khi mà bà đã bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 vừa qua thì cả thế giới này có một cái thở rất là nhẹ nhàng, thoải mái khi biết rằng sự vào cuộc của cơ quan chức năng là đúng lúc, đúng thời điểm và đúng người, đúng tội. Cho nên khi bà bị khởi tố và bắt tạm giam và di lý về T30 thì chúng ta đã thấy rằng cái giá phải trả của bà đã đến lúc. Và những sai phạm của bà không thể hiển nhiên, không thể dửng dưng mà bà đứng ra bà tạo ra như vậy mà bà vẫn hiên ngang như vậy được đâu. Chắc chắn là bà phải có ngày trả giá mà, bởi vì ngoài cái luật pháp ra thì bà phải còn trả giá cho cái luật nhân quả của bà, chắc chắn điều này thôi, khó mà thoát. Nhưng chúng ta vẫn biết được rõ ràng, bà vẫn biết được điều này, nhưng tại sao bà lại ngông nghênh đến như vậy? Có thể là bà vì bị sự xúi dục, vì bị lôi kéo sự kích động của một ai đó, của một thế lực nào đó,
có thể đã vô tình mà đẩy bà xuống cái hố sâu của pháp lý như thế này rồi. Có khi bà cũng biết, cũng cảm nhận được điều này, nhưng mà lỡ rồi, bà chơi tới luôn. Bởi vì cái bản tính của bà là như vậy rồi mà. Bà không chịu khuất phục, không chịu thua một ai, cho nên là dù sao đi chăng nữa, bà cũng cũng đi theo cái tư duy của bà. Tự bà làm hại cho bà thôi. Đời này không có cái gì mà tồn tại cả. Tất cả những cái chân lý, cái sự thật cũng sẽ được phơi bày, cũng phải được giải tỏa thôi. Chứ không thể để một con người như bà Nguyễn Phương Hằng như vậy. Bà làm hệ lụy cho rất nhiều cái nền văn hóa, cái nền giáo dục của Việt Nam, từ không gian mạng cho đến cuộc sống ngoài đời thực. Không chỉ riêng người Việt trong nước và ngoài nước, mà có thể là trên toàn thế giới này. Bà đã làm hệ lụy, bà đã làm bại hoại đi cái nhân cách, cái nhân phẩm, cái giá trị đạo đức của người phụ nữ, cái thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Bà đã đánh mất hết tất cả. Hình như bà đã đánh đổi cái nhân phẩm, cái giá trị của bà, cái địa vị của bà trong xã hội, để lấy được cái tiếng được cho là không ai dám chơi, không ai dám nghĩ và không ai dám làm như bà. Chỉ vì cái sự háo thắng như vậy đó các bạn, chỉ đơn giản là như vậy thôi, mà bà đánh đổi quá lớn phải không các bạn? Bởi vì sao? Người ta theo bà thì chẳng qua là người ta mượn cái tiếng nói của bà. Có đôi lúc cũng có nhiều thành phần, cũng có nhiều người mà bất mãn trong xã hội, họ không nói được, họ mượn tiếng nói của bà để cho bà nói, rồi họ đứng đằng sau, họ giật dây, họ xúi giục, họ xử bà nói những cái chuyện như vậy, những cái chuyện mà không đáng nói, không đáng nghe, không đáng làm như vậy, mà bà vẫn cố chấp. Thế vậy cho nên chúng ta vẫn biết rằng cái ông quân sư mà ông ngồi sau đó không phải là ông không thấy cái sự thật này đâu, nhưng có thể đó cũng là một cái chiêu trò, cũng là một cái nước cờ mà ông muốn đẩy bà này đi cho rảnh nợ đó các bạn, cũng có thể là như vậy đó. Chứ nếu một người mà cáo dài như ông kia thì làm sao mà ông không thấy được cái sai phạm của bà, và làm sao mà ông không nhận ra được cái đường đi, những cái vấn đề mà bà đã tạo ra. Thấy đến bây giờ cái giá của bà phải trả cho cái sự sai lầm này là như vậy. Các bạn nhớ tại sao bà tuyên bố là bà dẹp bỏ cái thông tin truyền thông từ báo chí, những trang báo chính thống, mà bà chỉ dùng YouTuber, mạng xã hội đó để làm thông tin truyền thông chính. Không phải bà không biết, không phải đó là cái sai lầm của bà đâu, nhưng có thể là một cái điều mà bà để dễ thể hiện cái quan điểm, để cho bà dễ được nổi tiếng nhiều hơn, để cho bà được nhiều người biết đến hơn. Có thể đây là một cái thế cờ sau cùng, khi bà đã thua cục trên thương trường, và cái nước sau cùng bà không còn con đường nào để vượt dậy, cho nên bà đã đổ liều, bà dấn thân vào cuộc chơi này, coi như là được cho rằng là một mất một còn đó các bạn. Có thể là cái suy nghĩ bà như vậy, chứ không ai dạy gì mà một doanh nhân như vậy, một CEO giàu có như vậy mà lại đi làm những cái chuyện mà đã biết là đã vi phạm pháp luật rồi. Chắc chắn là bà sẽ biết là bà vi phạm pháp luật rồi đấy, nhưng bà vẫn cố công để chạy theo, bởi vì bà muốn thể hiện, bà muốn thử thách, và có thể là bà muốn kết thúc một cái gì đó, cũng có thể là như vậy thôi. Nhưng đến bây giờ cái giá của bà phải trả là rất là xứng đáng, rất là xứng đáng đó các bạn. Và chúng ta vẫn chờ xem kết quả của điều tra của cơ quan chức năng trong thời gian sắp tới, và chúng ta đang trông mong một cái phiên tòa thật là công tâm và khách quan đối với bà Phương Hằng này, và chờ xem cái bản án và cái giá của bà phải trả trong những ngày cuối đời đối với bà như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã lắng nghe và theo dõi. Mến chúc quý vị và các bạn luôn bình an và hạnh phúc. Mình xin chào, thân ái ạ.